quan này chưa có thành xin giới thiệu mấy thằng ấy không thành gà tài được. Xin mời các đô khẩn trương, các huấn luyện viên chuẩn bị cho các đô bị khẩn trương. Sau trận này nó đô Phạm Thế Việt của Tiên Láng, Nguyễn Quang Linh của Kiến Thụy chuẩn bị, sau đó là Nguyễn Văn Tuân của Kiến Thụy, Nguyễn Đình Khương của Linh Hiệp chuẩn bị. Giới thiệu trận thi đấu hạng 60kg, đô Nguyễn Tiến Bảo, Cố Đỏ, Nguyễn Tiến Quân của Vĩnh Bảo, đô Đặng Bá Lan của Linh Hiệp, Cố Xanh, hai đô Bảo Sới. Người ta nhà bé nhỉ? Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Nói chú Văn An nữa, đằng sau sân bóng đá đấy. Mortea nó đi vào đằng sau sân hồ đi vào đi trang ấy, hồ quần ngựa đi. Thế này khổ đấy, ban tổ được, ban tổ tiếp cận ra đằng sau rất gần. Như vậy là các trọng tài đã báo hiệu là đồ khổ đỏ đã tung nổi cả hai chân lên trời rồi. Ở lúc 1 phút 15 giây, đô Đặng Bá Lan của Linh Hiệp Gia Lâm Hà Nội thắng. Nguyễn Đình Khương của Linh Hiệp Khố Xanh thay đô vào sân. Mông biển nó trắng xấu anh ạ, một là khán giả. Alo, xe này. Hai là anh đứng tàu uống xuống. Anh ơi, ngồi đây này, ngồi đây này. Đã bốc nổi cả toàn thân của đô khố đỏ lên. Như vậy ở lúc 0 phút 19 giây, đô khố xanh thắng. Vũ Anh Văn an não, Nguyễn Văn Tân an não, Trần Văn Tưởng cổ trai. Các trận tiếp theo chúng ta chuẩn bị. Giới thiệu trận thi đấu tiếp theo hạng cân 75-87kg, Nguyễn Văn Tấn, Kiến Thụy, Cố Đỏ, Nguyễn Viết Trung, Vĩnh Bảo, Cố Xanh. Mời hai đô vào sới. Nó gặp nhau nhiều. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống, xe đài. Thank you.
hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp một bắt đầu. Ra ngoài rồi, hai đôi vào giữa sới. Hai đôi vào giữa sới, trận đấu tiếp tục. Hai đôi đứng giữa sới công bố kết quả. Ở lúc 0 phút 42 giây, Đô Nguyễn Viết Trung và một kỹ thuật sườn đã đánh đổi Đô Nguyễn Văn Tấn Kiến Thụy. Như vậy Nguyễn Viết Trung thắng cuộc. Áo vô danh, hai đô vào sới. Hai đô xe này. Vâng, như vậy hai đôi đang xe này theo quang trải thả lưới rất dẻo nên chúng ta cùng dàn pháo tay. Hai đôi bắt tay, hai đôi chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Sau trận này là trận của Tân Án Áo và tưởng của trai chuẩn bị. Sau trận này là trận của Nguyễn Trung Đức thủ trai.
và tận tùng của linh em chuẩn bị. Dân nước tùng chuẩn bị. Vậy đội có thành chạy rất nhanh. Hai đội tiếp tục vào sân sới để gì đó. Trận đấu tiếp tục. Như vậy là khán giả là vỗ tay đô không thành chạy ra ngoài. Trận đấu tiếp tục. Như vậy là trọng tài thống nhất hai đô thi đấu tích cực. Chỉ có tìm kỹ thuật chạy ra ngoài mới du đẩy nhau thôi. Hai đô tiếp tục thi đấu. Như vậy là vừa nhắc nhở cái đô có đỏ quyết định luôn, không cho đô cố tình chạy ra ngoài. Như vậy ở lúc hiệp một, lúc 4 phút 42 giây 11, đô khố đỏ đã bốc rồi, đô khố xanh lên, nhưng mà đô khố đỏ thắng.